Thưa Thầy, ai tu nấy chứng, tự lực chứ không tha lực. Vậy cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hạn là tha lực. Xin Thầy hoan hỷ giải thích Phật tử phải nên làm gì. Thưa đại chúng, là khi mình tu thì ai cũng đều nói rằng mình cần phải tự lực. Nhưng mà trong Phật học á, chúng ta có bốn lực. Một là tự lực, hai là tha lực, ba là nhân lực, bốn là phương tiện lực. Bài này Pháp Hòa đã nói ở bên Mỹ rồi, nhưng mà vì câu hỏi này Pháp Hòa xin nhắc lại. Nếu nói về nhân lực, nghĩa là trong bản thân của chúng ta, ai cũng đã sẵn có một chủng tử, một cái hạt giống của lực. Cái nhân này không phải là người, nhân này là hạt giống, là chủng tử, là nguyên nhân của cái phát mạnh. Pháp Hòa ví dụ bình thường mình đâu có cần dụng công, phải không? Nhưng mà khi mà đi tới cái chỗ đó, cầm một cục gạch lên thì khiêng lên, thì tự nhiên cái lực ở đâu nó ra? Thì vì chúng ta đã có sẵn cái lực đó trong người rồi, cho nên khi đụng cái gì nặng thì tự động cái lực nó đi ra để chúng ta nhấc cái cục gạch đó lên. Cái đó là nhân lực, tức là mình đã sẵn có. Cũng giống như chúng ta sẵn có cái căn, cái nhân lực ở trong người mình, cho nên khi mình thấy người ta khổ thì lòng từ của mình nó thương liền. Vậy là cái nhân lực của lòng từ nó đã có sẵn trong ta, cho nên khi người ta khổ thì cái nhân lực đó nó đi ra. Quý vị hiểu ý được cái chỗ đó. Cho nên ai cũng có nhân lực hết, nhân lực của lòng từ. Rồi bây giờ ví dụ như mình có cái lòng hung dữ. Hung dữ có trong ai không? Có. Cái nhân lực của hung dữ. Cho nên khi mà người ta đụng tới mình, người ta đụng chạm tới mình, người ta làm mất cái đi cái quyền lợi của mình như thế nào đó, thì tự nhiên cái tánh hung dữ mình nó có mặt, là bằng cách là mình trợn mắt, mình bực bội, mình biểu lộ ra. Cho nên trong chúng ta ai cũng có cái nhân lực đó. Cái nhân này không phải là nhân từ, nhân là nguyên nhân, là hạt giống. Thì từ cái lực này, hung dữ cũng có, hiền lành cũng có. Đó là thứ nhất là nhân lực. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhân lực mà thiện, thì những cái gì xung quanh mình đó, nó trợ duyên, nó làm phương tiện cho cái nhân này phát triển, thì cái nhân lực này phát tốt. Phong rồi ví dụ như giờ cái người đó, đó, họ có lòng từ bi, họ thương người, nhưng mà xung quanh họ đều là những người khổ, và hoặc là những người khuyến khích làm việc thiện, thì mỗi ngày những hoàn cảnh xung quanh là những phương tiện để nhắc nhở, để giúp đỡ cho cái nhân lực này nó phát triển. Cho nên con của mình, mình nhận ra được nó là đứa con biết nghe lời tốt, thì mình lại tìm những hoàn cảnh, những xung quanh, những phương tiện nào đó để giúp cho cái tốt của nó được phát triển. Cho nên mình sống, mình ở trong đời này á, ngoài cái nhân lực, chúng ta cần cũng có những cái phương tiện lực. Pháp Hòa ví dụ nè, cho dù đại chúng ngồi im, nhưng mà Pháp Hòa chiều hôm nay mà mình không có cái microphone này thì sự sinh hoạt mình nó cũng hơi khó khăn. Vậy thì cái microphone này là cái gì lực? Phương tiện lực. Rồi bây giờ đại chúng ồn quá, người MC cầm lên xin quý vị giữ im lặng cũng không tác dụng gì hết, mà chỉ cần cầm cái dùi chuông lên thỉnh bon bon 3 tiếng, nghe được tiếng chuông tự nhiên im lặng, thì cái chuông này là phương tiện lực. Mà đại chúng trong người ai cũng có sẵn cái nhân lực là nhận biết rằng nghe tiếng chuông chúng ta phải tôn trọng giữ im lặng, cho nên tiếng chuông vừa khởi lên là cái nhân lực mình nó đáp ứng liền giữ im lặng. Quý vị thấy được hai cái lực mà nói rồi ha. Cái lực thứ ba là tự lực thì ai cũng biết rồi. Nhưng nếu chúng ta tự lực mà thiếu cái tha lực cũng không được. Mặc dù trong cuộc sống cái tha lực, cái tự lực là cái chính, nhưng mà cái tha lực cũng cần. Bởi vì nhờ có tha lực cho nên cái mình cái tự lực mình nó được phát triển tốt hơn. Pháp Hòa ví dụ như á,
cái chuyến đi Phật sự này Pháp Hòa đi có một mình à. Nhưng mà khi mà đề cái chương trình ra rồi thì có hai Phật tử ở Hòa Lan phát tâm giúp Pháp Hòa làm tài xế trong 2 tuần lễ đầu. Mà khi Pháp Hòa nghe có hai ảnh phát tâm là Pháp Hòa yên bụng rồi. Chứ bây giờ nếu Pháp Hòa muốn đi thì mà không có người đưa, dĩ nhiên đạo tràng nào mời thì đạo tràng đó phải lo. Nhưng mà rồi người ta lo xong rồi hết cái buổi này rồi người ta chở mình đi đâu? Cho nên có một người sát cánh với mình để cùng phối hợp công việc thì nó dễ hơn. Cho nên tự lực là Pháp Hòa là cái người nói chuyện. Nhưng mà phương tiện lực và tha lực, tha lực là những người trợ duyên cho mình để cái tự lực của mình mỗi ngày nó mỗi tốt hơn. Cho nên trong cái sự tu của chúng ta, tự lực, tha lực, và nếu giúp cho cái người cái sự tu của mình được tốt, chúng ta cần phương tiện. Chẳng hạn áo tràng là phương tiện, sâu chuỗi là phương tiện, chuông mỏ là phương tiện. Bởi vì những cái đó nó trợ cho cái mình thêm lên. Ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi tụng kinh, ngồi tụng kinh mà đại chúng cùng tụng hùng dũng đều đặn với nhau, tự nhiên cái mình có năng lực mình tụng rất là tốt. Cho nên làm việc gì tuy rằng tự lực là chính, nhưng chúng ta cũng không thể thiếu được những cái lực xung quanh như là tha lực, phương tiện lực và cái nhân lực. Cái chính là chúng ta cũng có nhân lực, cũng giống như cái phước đức của mình. Người ta mình phải tự thân có phước, khi mà cái phước ngoài nó đến á mình mới tiếp nhận được. Pháp Hòa ví dụ thân này mình khỏe, người ta cho mình một chén cơm ăn, mình ăn ngon lành. Thân này khỏe nghĩa là tự mình có cái phước đó. Cho nên người ta cho mình phước là chén cơm. Mà bây giờ cơ thể không khỏe thì chén cơm nó cũng vô dụng. Nhưng mà nhờ cơ thể mình khỏe, cho nên chén cơm người ta cho mình ăn ngon. Cơ thể khỏe nghĩa là tự lực của mình. Còn cái tự phước của mình, cái phước của mình đã có, trên cái phước ngoài đó đến đi nữa, mình có phước hưởng. Có nhiều người được có phước qua nước ngoài nhưng mà không có phước hưởng, không có phước để đủ cái tuệ giác để hưởng. Cho nên phung phí cuộc đời mình ở một cái phương, một cái đất nước mà quá nhiều những cái cơ hội cho mình tu, xin lỗi, mình học để mình tiến bộ, mình tiến thân, nhưng không biết mình lao vào rượu chè cờ bạc xì ke ma túy để cuộc đời mình nó tiêu hết. Cho nên có cái phước ở một quốc độ chưa đủ, chưa đủ vậy đó. Nhưng mà nếu không có những cái tha lực xung quanh nữa thì làm sao? Thì đây là bây giờ câu hỏi này, nếu mà đã tự lực thì cầu an cầu siêu đúng không? Cầu an cầu siêu cũng sao giải hạn là một hình thức cầu xin, làm sao gọi là tự lực được? Thưa đại chúng, là cầu an cầu siêu là phương tiện lực. Tại vì á mình có một cái tâm lý là khi mình được gửi tên mình vào cho ai đó để cầu nguyện cho mình thì một phần nào mình cũng an tâm. Và cái thứ hai nữa đó là khi mình ghi tên cầu an như vậy thì mình đi lên chùa để mình hội nhập vào cái thời kinh đó thì ít nhiều mình cũng thấm nhuần cái lời Phật dạy về chúng ta sống để làm cho cuộc sống mình nó trở nên ý nghĩa và bình an hơn. Đối với cầu siêu, người chết, vì người chết cho nên người thân tới mời chùa tới tụng, chùa mới nói là vì người mất đó đi tới tụng thời kinh. Nhưng mà thật sự trong khi mà tụng thời kinh cho người mất thì cái lời lẽ của kinh đó, nó cũng thấm vào cái người đang quỳ cúng đó. Tại vì có thể bình thường biểu họ quỳ nghe một bài pháp họ nghe đâu. Nhưng mà bây giờ người thân mất, họ mời tới tụng kinh thì họ phải làm gia chủ, họ quỳ theo cái lễ nghi. Nhờ họ quỳ đó thì họ lại thấm nhuần những lời kinh. Phóng vào ví dụ như mình tới mình tụng một cái bài kinh nói về vô thường, phải không? Ví dụ mình tụng cái bài cái bài gọi là một cái bài khuyến tu, ở trong đó chữ rằng công đức không lường,
ba đời chư Phật vẫn thường độ sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, để sao đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mấy. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời khác thể chim bao, thải điều giả huyễn hơi nào mà mong. Mình tụng giống như mình tụng cho người chết nghe vậy đó. Nhưng mà cái người sống đó, con cháu họ quỳ, một là họ nghe mình tụng, hai là họ mở cuốn kinh họ tụng theo. Thấm không? Ít nhiều họ thấm. Ồ đúng rồi hen. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Họ nghe mấy cái lời đó họ thấy nó thấm thía quá. Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng, đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Cuộc đời giống như một bức tranh ở ngoài trên mây vậy nè, mây nó tạo thành những bức tranh, chạy ra thấy mây giống như là con chó nó đang chạy, bước vô kêu người thân ra thì mây nó đổi rồi. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, khuyên đừng trách lẫn trời già. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Họ đọc mấy câu đó họ thấy nó thấm. Như vậy thì cầu an cầu siêu là phương tiện lực. Nhưng mà nhờ cái phương tiện này bây giờ anh thấm rồi, anh hiểu rồi, không ai cầu mình được đâu, phải tự tu. Cái họ về họ lo, họ tự tu, họ tự lực. Thành thử nhờ cái phương tiện lực cho con người nhận thức được cái gì? Cái tự lực. Và rồi trong khi mình làm một công việc gì đó, phải trợ nhờ bao nhiêu người trợ duyên cho mình, để mình cảm nhận được cái nguồn năng lượng bên ngoài. Quý thầy mà làm Phật sự, không có Phật tử, không ai ủng hộ, làm sao quý thầy đủ tự tin để làm? Bây giờ quý vị nghĩ đi. Giờ tất cả các thầy trên thế giới này xây chùa, có thầy nào đi làm không? Không có thầy nào đi làm hết á. Chỉ có cái điều là mình đem cả cái đời của mình phụng sự cho Phật Pháp. Mình đứng lên mình kêu gọi xây chùa, xây tượng Phật. Tự lực thầy phải xây. Nhưng mà nếu không có tha lực là những Phật tử ủng hộ, để cho thầy có một cái niềm tin rằng xung quanh mình có những Phật tử kỳ cựu phát tâm để làm cái công việc Phật sự, thì làm sao thành được. Cho quý vị thấy, quý thầy là những người hy sinh cuộc đời, không có gia đình, không có việc làm, tại sao thầy xây chùa được? Toàn là nhờ quý vị. Quý vị là những người có tha lực, làm cho thầy cảm nhận được cái nguồn tha lực bên ngoài và sự phương tiện lực trợ duyên. Và thầy cũng đã sẵn có cái nhân lực, là cái sự sức mạnh của phát tâm, rồi nương vào cái tự lực của mình, cho nên mình làm cái công việc nó thành tựu. Còn cái vấn đề cúng sao, nó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có cúng sao. Tại sao không cúng? Bởi vì khi mình té đó, ai lại hỏi mình có sao không? Mình nói dạ không sao. Mà đã là không sao thì có gì, có sao nào để cúng. Nếu đúng, nếu mà nói cho đúng là đạo Phật không có cúng sao. Nhưng mà bởi vì cái ảnh hưởng cúng sao là chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa tập tục tín ngưỡng của nhân gian. Rồi bây giờ ở trong chùa cũng bày cái vụ cúng sao, đó là chẳng qua là một cái hình thức phương tiện để mà cho Phật tử cả, cho đa số con người nghĩ rằng mình gửi tiền vô đó mình cúng rồi thầy giải sao cho mình rồi đó. Chứ thật sự ra quý vị cúng không cúng cũng vậy à. Bây giờ thí dụ bây giờ mình làm điều xấu đi, rồi mình gửi lên chùa cúng sao, sao nào cho nổi. Cho nên á, không có sao gì để cúng cả. Còn nếu mình muốn cúng thì mình chỉ cần tụng kinh thôi. Hàng năm đầu năm mình mở kinh Dược Sư ra mình tụng.
Thì trong kinh dạy cho mình cái cách nào để chúng ta sống mà theo lời Phật dạy để giải những cái nghiệp của mình. Thí dụ trong kinh nói á, người muốn xa lắm cái sự tai nạn thì phải nhớ mấy điều này: đừng thân với người xấu, đừng có thân cận người xấu, đừng có mà phải học nói cái lời ái ngữ thì tai nạn nó không tới với mình. Bây giờ mình lúc nào mình nói năng với người khác, mình cũng nói bằng những lời ôn hòa, thì làm sao tai nạn nó đến với mình? Mà nếu có đi nữa thì người ta cũng không đến nỗi người ta phương hại đến mình một cách quá đáng. Cho nên tự mình phải giải cái nghiệp đó cho mình. Tự lực là cái chính, nhưng mà không thể thiếu tha lực, phương tiện lực. Làm gì mà không có phương tiện sao sống? Ví dụ hôm nay nè, mặc dù nói mời đại chúng tới hội trường này nghe pháp là chính, nhưng mà xong rồi cho nghe buổi rồi phải có phương tiện chứ. Ngượng dĩa cơm ăn no rồi bắt tôi ngồi nữa tôi mới ngồi chứ. Chứ nếu mà xong rồi mời đại chúng ra ngoài kia coi có ai có bán tiệm gì quý vị tự ăn thôi, sẵn đi về luôn cho rồi. Thành thử ra cái dĩa cơm là phương tiện lực, nó là một cái phương tiện. Quý vị nhớ trong Tây Du Ký á, tại làm sao khi mà tam thái tử của Long Cung nuốt con ngựa của Huyền Trang rồi, cuối cùng phải đền lại bằng cách là ông biến lại làm con ngựa cho ngài Huyền Trang cởi, nhớ không? Đà. Và trước hết mình nói là quý vị nhớ là Tây Du Ký không có thật nha. Tây Du Ký là một câu chuyện, một cái bộ truyện hư cấu, hoàn toàn không có cái gì thật hết. Chỉ có một nhân vật thật thôi, đó là ngài Huyền Trang. Nhân vật có thật là ngài Huyền Trang, còn tất cả mọi tình tiết về ngài Huyền Trang và trong câu chuyện không có thật. Không có ông Tôn Ngộ không có bắt giới Sa Tăng gì cả. Nhưng mà ở đây á, là một bộ truyện chuyên chở những cái ý tứ trong đó, những cái đạo lý trong đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói tại sao mà Tôn Ngộ không có thần thông, không vận thần thông đưa thầy trò đi tới Tây Phương thỉnh kinh cái vèo đi, mà phải trải qua bao nhiêu cái nạn vậy chi cho nó cực. Rồi ngài Huyền Trang tại sao khi mất con ngựa rồi thì thái tử phải biến thành con ngựa khác để cho ông cởi đi? Thì con ngựa đó là phương tiện để cho chúng ta tới được mục đích. Vậy thì con ngựa trong Tây Du Ký là con ngựa có phương tiện. Nếu muốn đi thì không có ngựa làm sao đi? Rồi khi khởi đầu cái chuyến đi thì có con ngựa. Rồi cuối cái bữa cái câu chuyện là lên tới Tây Phương rồi thỉnh kinh, thỉnh chân kinh bằng chữ, thỉnh chân kinh, đưa kinh không có chữ. Bởi vì lúc đó trong đó hỏi rằng ông có gì để đổi không? Thì trong đó mới nói dạ tụi tôi đi thỉnh kinh đâu có mang gì theo đâu để đổi. Thì ở trong kia mới đưa chân kinh, bởi vì chân kinh thì không có chữ, còn có chữ là còn bị kẹt, cho nên đưa nguyên một cái thùng kinh toàn là giấy trắng không. Đến khi đó mới trở lại nói xin cho chúng con kinh có chữ. Thì ngài A Diếp Ca Nang mới trở lại nhắc nữa, ông có gì để đổi không? Cuối cùng mới lấy cái chén bình bát đổi để lấy kinh. Bình bát là gì? Bình bát là phương tiện giúp cho người tu có sự sống, bởi vì bình bát là tượng trưng cho thức ăn, mà có thức ăn mới nuôi được cơ thể mình sống còn để mình tiếp tục mình tu. Như vậy thì cái bình bát mà các thầy giữ trên người đó là phương tiện cho sự sống. Bây giờ muốn có kinh có chữ thì phải lấy vật đổi vật, cho nên lấy cái bình bát ra đổi kinh có chữ. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Chứ không phải là trên cõi trời mà ăn hối lộ nha. Mình coi cái đoạn đó mà nói trời ơi, coi Ca Diếp A Nan ăn hối lộ trong cái chỗ đó. Cho nên toàn bộ Tây Du Ký đều là những cái ý tứ mà để chuyên chở trong cuộc sống hàng ngày của ta. Tại sao một người xuất gia khi cạo đầu rồi, thọ giới xong rồi, thì cái vật mà người xuất gia cần phải có bên người ngoài ba cái y còn phải có cái bình bát? Vì bình bát là để nuôi thân, còn ba cái y tượng trưng cho giới luật để nuôi tâm.
Ngày nào người tu còn y bát thì ngày đó người tu còn thành tựu được sự tu của mình. Y bát mà mất rồi thì cũng giống như là con chim nó mất hai cánh vậy. Cho nên bát là cái vật để đựng thức ăn, mà đựng thức ăn để nuôi thân là phương tiện. Rồi quý vị thấy không, ba cái y đắp trên người là phương tiện. Thầy tu mà không mặc đồ tu, mặc áo sơ mi, quần jean thì làm sao ra cái tướng người tu? Cho nên người tu cần phải có áo của người tu để giữ người tu. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không có cái nào mà không có phương tiện. Đây, hình Phật Di Đà đây là phương tiện. Ai bảo đảm Phật Di Đà đẹp như vậy đâu? Không ai biết hết, nhưng mà đem cái trí tưởng tượng của mình đẹp nhất ra vẽ. Bây giờ muốn có cái tâm để hướng về Phật mà không có biết chỗ nào, không có treo chỗ nào hết, thì sao tâm mình hướng Phật? Cho nên buộc lòng treo cái hình Phật lên. Hình Phật này là phương tiện lực, không có cũng không được. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng nhờ phương tiện này cho nên tự thân mình phải đứng trước Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, cúi đầu xin thệ nguyện quy y, vân vân. Nhờ có cái phương tiện đó, tự thân mình đến để hành lễ. Cho nên cầu an, cầu siêu, cúng sao, giải hạn đều là những phương tiện. Nhưng mà nếu chúng ta không có phương tiện này thì chúng ta không thấy rõ được cái điều chúng ta cần làm để mà phát triển được cái tự lực cho chính mình. Và khi mình làm việc gì cũng phải có tha lực. Bây giờ trong gia đình mình nè, một người muốn mở cửa hàng làm ăn, cả gia đình chống không đồng ý, người đó còn đủ tinh thần làm việc không? Không. Thôi được á, bàn thảo là đàng hoàng, mình đứng ra mình làm. Nhưng mà gia đình, cha mẹ, anh em ủng hộ tinh thần mình thì tự nhiên mình mới phấn chấn lên mình làm. Cho nên cái tha lực nó cũng rất cần cho tất cả chúng ta. Cái tha lực ở đây không có nghĩa là sự, ngoài cái ý nghĩa là Phật phù hộ, mình hay nói cái chữ Phật phù hộ đó. Phật phù hộ là gì? Tức là Phật cho mình cái sức mạnh để mình vươn lên. Pháp Hòa hay nói, ngoài đời người ta hay nói bàn tay ta làm nên sự nghiệp đó. Người ta hay nói vậy đó. Còn mấy thầy giờ là toàn là tự hào lắm, bàn tay ta làm nên đóng nợ. Bây giờ là cái câu đó rồi ha. Và câu thứ hai: tu mà không tu, không tu mà tu. Trước hết á, mình phải hiểu tu là gì. Ai cũng nghĩ đơn giản, tu là đi vô chùa. Bây giờ hiểu sâu sắc thì tu là sửa vậy đó. Thì thôi bây giờ tạm mình hiểu tu là sửa đi. Nhưng mà tu chúng ta phải thể hiện qua ba điều. Một là phải trường tu, hai là phải lạc tu, ba là phải ngã tu. Trường tu là sao? Là tu hoài không dừng nghỉ. Giống như mình ăn chay trường vậy đó. Ăn chay mà ăn chay bữa có bữa không là ăn chay kỳ. Tháng 2 ngày là chay kỳ, 4 ngày là chay kỳ. Còn ăn chay mà ăn hoài không dừng nghỉ gọi là chay trường. Mình bây giờ mình tu trường hay tu kỳ? Chắc bộ tu kỳ à. Mà không phải theo thời kỳ này, không phải là kỳ hạn mà là kỳ cục. Giận cái là không tới. Nhiều khi không phải thầy chọc tôi giận, cái bà đó bà làm tôi giận tôi không tới, cái ông kia làm tôi giận tôi không tới. Cho nên tu thì có được cái chữ, cái có được cái chữ tu thôi, nhưng mà cái nghĩa tu nó không có, cái lạc tu nó không có. Tu mà buồn khổ bực bội phiền não thì không phải là lạc tu. Tu ba trường hợp nha, tu thêm ba cái điểm: trường tu, lạc tu. Lạc tu là tu cho vui. Mình tu là mình được chứ ai được đâu mà không vui. Thứ ba là gì? Ngã tu. Ngã tu là sao? Thấy ai ngã mình tu. Chữ ngã là tự tại, không có ràng buộc. Ngã tu là không có ràng buộc. Không có ràng buộc không có nghĩa là mình phóng túng. Không ràng buộc có nghĩa là tâm mình biết tự tại trước mọi hoàn cảnh.
Cho nên Pháp Hòa hay nói với quý Phật tử, Pháp Hòa chỉ mong một điều thôi, dù quý vị đi chùa có những vấn đề gì trong nội bộ, chỉ mong quý vị đừng có để cho tâm bồ đề mình thối chuyển. Vì bản chất của đạo không hề có tổ chức gì cả. Đạo vốn không có nhan sắc. Chữ đạo là con đường, ai nhận con đường đó thì đi. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn có thành một cái tổ chức, để có một cái hoạt động, có sinh hoạt, để mong có một cái nơi chốn truyền đạt cái đó, và cái nơi chốn đó để chúng ta tập hợp chúng ta tu. Mà đã là tổ chức, đã là tập hợp thì nhất định phải có vấn đề, không cách nào tránh được. Hội thì phải họp, hội thì phải họp, mà có họp là phải có cãi, có họp là phải có cãi. Cãi là mình muốn đổi, mình nói vậy mình muốn người kia phải nghe theo mình, cho nên mình, ông đâu nói đúng, bác tôi mới đúng. Chữ cãi là mình muốn đổi người ta, mình muốn làm cho người ta đi theo cái ý của mình, không? Cho nên đó là từ những cái vấn đề mà chúng ta có tổ chức thì nhất định chúng ta phải có vấn đề. Nhưng đừng phải thấy tất cả mọi cái đó là chuyện thường, đó là chuyện thế gian bình thường mà đấy. Hai vợ chồng chỉ có một cái chuyện là chiều nay ăn cái gì mà còn gây lộn nữa. Khách tới nhà kỳ này đãi món gì hai vợ chồng còn gây mà. Để cho khách ngủ ở đâu cũng gây mà. Con chuột nó chui vô nhà, bà vợ nó, ông con chuột nó mới vừa chui với bàn thờ kìa ông. Chui bàn thờ đâu, chui bàn thờ, nó chui vô trong bếp kìa. Thế là hai vợ chồng vì con chuột chui đâu mà cãi lộn. Phải chi mà chỉ biết rằng tôi không cần biết nó chui ở đâu, bây giờ cái vấn đề là nó đã vô nhà mình rồi. Nó vô bếp hay nó ở dưới tủ thì con chuột nó đã vô rồi. Hai người gây trận xong cái không ai thèm nhìn ai hết. Nấu ăn xong để dưới bếp á, kêu một con á, mày lên mày nói với ổng đi nghe, xuống ăn tao không hầu à. Tuần lễ sau thấy cái bộ nhà lạnh lẽo quá, cái bắt đầu bà vợ làm quề. Cái bà mới nói thôi tuần lễ đủ rồi nghe. Không có gì cái con chuột mà tôi với ông vậy coi không được nghe. Bữa hôm mà bà nghe là tôi đâu có chuyện. Hay là ổng chưa cái bắt đầu nói sao tôi nói không đúng sao ông cãi cái thế trận nữa cái gây tuần lễ nữa. Hai vợ chồng có con chuột thôi mà nếu mà con chuột đó mà nó nghe được là nó khoái vô cùng. Nói là thế là tôi ở nhà thêm được tuần nữa không ai chăn nuôi. Cho nên ngộ một cái là chúng ta biết lộn mà vẫn cãi. Đánh mà phải đánh trúng cũng đỡ, toàn là đánh lộn không. Nghĩa là đánh không bao giờ trúng. Mà nó trúng ai? Trúng hàng xóm. Cho nên thưa đại chúng là tu á, là mình phải trường tu, lạc tu, ngã tu. Ngã tu nghĩa là chúng ta tự tại trong mọi cái hoàn cảnh nó đến. Giống như ngày hôm qua mình nói chữ tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên vậy đó. Tự tại không có nghĩa là mình phóng túng, không phải vậy. Mình phải rõ hai cái chữ đó. Cái người phóng túng là cái người buông thả, không có biết giữ gìn nghiêm túc gì hết, là sống phóng túng buông lung á. Còn mình tự tại nghĩa là đến mọi bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhẹ nhàng thích ứng được, cái đó là tự tại. Mà người tu được như vậy á, gọi là ngã tu. Chữ ngã này là tự tại, không có bị ràng buộc, có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Thì bây giờ nếu như mà mình tu mà mình chỉ thấy hình tướng mình tu thì không tu gì hết, tại vì mình bận lo cái chuyện đó quá. Còn cái trường hợp mà không tu mà tu, nghĩa là mình vẫn cứ tự tại bình thường trong mọi cuộc sống này nè. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi ngang cái lò thấy vợ nấu ăn mà rồi bận chuyện gì đó là mở lửa quên, mình tắt bếp đi hay dặn nhỏ lửa đi, thấy sai
liền sửa. Không cần tuyên bố cái này là không tu mà tu. Chẳng những không tắt, để cho nó cháy chơi vậy. Để làm chi phải không? Đáng. Nấu ăn mà nhiều chuyện. Làm bà tám, tôi cho một lần cho biết. Thế thì mình trong cuộc sống của mình đó, có bao giờ mình đã đối xử với người thân và người xung quanh mình kiểu đó không? Cũng thỉnh thoảng cũng có. Tôi biết nó làm trật đó, mà tôi đâu sửa đâu. Không có sửa được đâu. Mình nói thế này thế kia để bào chữa cho cái của mình. Cho nên nhiều lúc đó, không cần nói gì, cứ việc hàng ngày mình nè, thấy miếng rác lượm miếng rác bỏ nè, đi ra đường thấy miếng ve chai người ta để, sợ ai đi ngang xe ta té ta bệnh nè, ta đứt tay đứt chân lượm bỏ thùng rác nè, thấy cái nắp ly đậy không đúng mình sửa nè, thấy cái áo nó rớt mình treo lên nè, đó là tu mà không tu đó. Thật sự mà nói, cái tu là gì? Nghĩa là mình sửa. Mà hễ mình thấy cái gì nó sai thì mình liền sửa. Thí dụ bây giờ bước ra đây, thấy cái chuông ai để như vậy, không lẽ để luôn vậy đó, coi nè, đó, đó, tu vậy đó, tu vậy đó. Cái này ban tổ chức nè, tổ bố cho tổ chức gì. Thôi đó, cái này rồi chứng tỏ nha. Như vậy nè mới được. Thành thử ra tu mà không tu. Còn bây giờ anh chỉ cần anh bước ra anh thấy vậy anh sửa vậy, không tu mà tu. Còn á, mình thấy cái sai của người, thí dụ mình thấy người ta sai đi, mình chỉnh, mà mình chỉnh cách nào? Giống như Pháp Hòa làm. Mấy chú ở chùa làm cái gì sai á, Pháp Hòa không có sửa đâu. Pháp Hòa đợi mấy chú về, đợi về để Pháp Hòa chỉ cái hư, rồi Pháp Hòa sẽ chỉ cái chỉnh, mới thấy được cái khác. Còn mình chỉnh nó rồi á, mình về mình nói nó chỉ thấy cái tốt, cái đã sửa, mà nó chưa thấy cái hư. Pháp Hòa ví dụ đi học về chơi trong mấy cái bãi chơi đó, cát nó vô trong đôi giày á, về lột đôi vớ ra thì lật ngược cái đôi vớ lại, lột hết ra ngược lại, trong này cục cát để nguyên nùi dục vô máy giặt, đem ra nó đâu có sạch gì đâu. Nhưng mà nếu mình về ở nhà mình sấy đồ cho đó, mà mình thấy như vậy, mình sổ ra, mình vũ cát, mình giặt lại, nó về nó không biết gì hết, nó nghĩ là nó làm đúng. Pháp Hòa để nguyên đó, để nguyên đó, cái về Pháp Hòa hỏi nè, cái này giặt chưa? Nó dạ giặt rồi. Con sổ ra coi có gì trong, sổ ra cát không? Tiểu hỏi cái này là đúng hay sai? Nó dạ sai. Vậy đúng phải làm sao? Lột cái đôi vớ ra. Nếu mình là lật lột hết cái bề trái ra rồi thì muốn giặt thì phải lột nó ngừa lộn ngược nó trở lại, vũ cát cho sạch rồi giặt. Chỉ cái mà mình đã sơ ý, mình đã không cẩn thận, mình làm nó như thế này rồi sẽ chỉnh lại cái đúng cho nó thấy. Quý vị thấy được điều đó. Điều thứ hai, ở chùa mỗi ngày có cái bình thủy nhỏ nhỏ vậy nè, thì bổn phận của mấy chú á là đi học về rồi thì rót cái chén cháo đó ra, đi công phu chiều cúng thí thực cô hồn, cúng chút cháo ra xong để nguyên bình thủy không rửa. Mấy bác trong chùa mới mét và nó để đó. Bữa hôm sau ăn cơm chiều xong, có quà tuyên bố là chiều nay ăn cơm rồi không có rửa chén, đem chén đi vô phòng cất hết, mai đem ra ăn tiếp. Nhìn mình, ủa sao kỳ vậy? Pháp Hòa hỏi sao kỳ? Nó dơ sao ăn? Pháp Hòa mới nói ok. Nếu mình biết rằng cái tô này không rửa nó dơ mà ngày mai ăn lại là không được, thì tại làm sao cái bình thủy múc đựng cháo cúng, cúng xong không rửa bình thủy thì ngày mai là lặp lại cái trúc tiếp cháu vừa mới vô rồi cứ như thế mà nấu hoài sao? Cái gì mình muốn sạch thì mình phải đối với cái khác nó cũng sạch. Nói một cách khác, cái gì mình không muốn không làm cho người khác.
Thì cái cách đó là cái cách Pháp Hòa chỉ cho mấy chú. Thường thường nếu mình, cái dụ bây giờ mình thấy cái đó nó hư mà mình chỉnh, trừ trường hợp bắt buộc phải làm liền vì không thể để được nữa, mình phải làm thôi. Còn cái gì mình thấy rằng phải cho người kia thấy cái hư, nhưng bằng cách nào để cho họ phát tâm họ thấy điều đó, chứ không có phải là chúng ta hô hào gì cả. Như trường hợp chúng ta thấy bất cứ một cái gì. Có một cái anh đó, trên đường lên, bước lên cái thang để anh đi vào anh xin việc làm, anh thấy một miếng rác ở dưới dọc theo cầu thang, anh lượm lên anh bỏ một thùng rác, rồi anh đi vào phòng anh phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn ra anh có việc làm. Tới hồi ra tới cửa anh mới nhìn lên, anh mới biết, khi mà vô rồi anh mới biết rằng cái người phỏng vấn mà chấp nhận anh là một ông chủ. Là vì sao ông chấp nhận? Vì hồi nãy ông đi sau lưng anh này, ông đã thấy anh này một hành động rất đơn giản là lượm miếng rác bỏ vào thùng. Ông suy nghĩ, một người này chỉ mới đến đây xin việc, chưa có dính dáng gì với công ty này cả, nhưng mà bà đã thấy được cái trách nhiệm bổn phận của một người thấy miếng rác là bỏ, mà không cần biết mình là gì, ở đây là đâu, cứ thấy dơ là cứ bỏ. Một người như vậy là một người có ý thức, có trách nhiệm với mọi cái công việc, cuộc sống của mình. Người này đáng được thu nhận. Kết luận câu chuyện người ta nói gì? Trong cuộc sống nhiều khi những thành tựu của chúng ta cũng như thế nào? Cũng trở thành ra tốt nhờ những cái đơn giản chúng ta đang sống. Cho nên á, ngày xưa mới có cái bài kệ mà làm cho mình quét chùa mình đọc: Trần tảo già lam địa, tức là siêng năng quét đất của chùa. Thời thời phước huệ sanh, mỗi khắc mỗi thời phước huệ mình đã sẽ được sanh. Tuy không có khách khứa đến, gọi là tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành, cũng sẽ có khách. Không có khách nào đến, nhưng mà cũng có các bậc thánh nhân người ta đi ngang. Cho nên trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình hô cái chuyện tu rất là to, nhưng mà mình quên tu những cái bình thường lặt vặt trong cuộc sống của mình. Thì cái này là gì? Tu mà không tu. Tại vì mình chỉ lo tu cái gì? Tu cái bự mà quên tu cái nhỏ. Thấy không? Còn nếu mà mình không tu mà tu, đâu có nói sửa cái lượm miếng rác, lượm miếng miếng chai, thậm chí đi vô trong nhà vệ sinh mình thấy nó dơ mình lau đi, mình biết gớm cái chỗ đó, thì mình phải biết rằng người khác bước vô người ta cũng gớm giống vậy, mà mình cứ vung vãi mình làm dơ. Chờ Pháp Hòa cứ nói với mấy chú, mấy đứa nhỏ mà mỗi năm Pháp Hòa mở lớp dạy, thậm chí đi vào những nơi công cộng, nhà vệ sinh công cộng cũng không được làm dơ. Mà mình phải thấy rằng mình không thích lúc mình bước vô nó dơ, thì mình hãy trân trọng cái chỗ đó như vậy. Đừng có phung phí, dù là giấy trong nhà vệ sinh của những nơi công cộng. Mình nghĩ rằng tôi trả tiền phi trường mà, tôi trả tiền chi phí trong phi trường mà. Nhưng mà mình cứ thử nghĩ, mình phung phí như vậy thì người ta cũng phải mua. Mà cái môi sinh mà giấy này là từ đâu? Từ cây cối. Mà hễ mà cây cối được chặt, được đốn số nhiều quá thì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường, chúng ta không có đủ không khí để thở, để sống. Rồi xài nhựa, muỗng nhựa, ly nhựa một cách không có chánh niệm thì chúng ta sẽ làm cho cái môi trường này rất là ô nhiễm. Một cái dĩa phôm á, hàng mấy trăm năm mới tan đó, chứ không phải là bình thường đâu. Thành thử ra nếu mình ý thức cái đó, mình bảo vệ cái môi trường thì mình cũng nằm ở trong đó chứ ai đâu. Cho nên mình không cần biểu lộ cái tu gì cả, nhưng mà trong cuộc sống của mình nó bàn bạc. Thấy một cái người kia, đây nè, Pháp Hòa bị hoại gì, nhiều khi đi đâu cũng nhanh chân chút xếp hàng cho nó lẹ, tưởng làm sao cho nó lẹ, thiệt là lẹ, hơn được con người. Mình hơn người sao này thôi mà cũng phải đứng sau lưng cả chục người. Có nhiều khi mình chen, mình rõ ràng mình có chen, cái người ta cũng hơi nhìn mình hơi kỳ kỳ. Cái giây phút đứng đó tự nhiên mình thấy mình kỳ thiệt. Thấy không? Nhiều khi mình chánh niệm đâu không biết nữa, mà cứ thấy mình thích chen chúc những cái chuyện như vậy. Thì cái câu này nó, cái ý nó là như vậy. Tu là mình dính nhiều cái hình thức, rốt cuộc chẳng tu gì. Còn mình không cần nói tu gì,
Nhưng mà mình tu trong mọi giây mọi phút. Cái này là ngã tu đó. Ngã tu là tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi trường hợp. Con nghe nói tụng kinh là phước, nhưng hiểu được mới là trí. Xin sư phụ cho con được hiểu sâu và thông suốt điều này. Trong nhà Phật á, thường thường nó có hai phần. Một là phước, hai là huệ. Chúng ta thường hay nói tu phước tu huệ. Chẳng hạn như đơn giản là bố thí, làm lành, cúng chùa là tu phước. Nghe pháp, thấu hiểu Phật pháp là tu huệ. Cái đó là chúng ta phân chia cho nó rõ, để chúng ta tạm thời giảng giải cái chỗ thế nào là phước, cái nào là huệ. Nhưng nếu chúng ta sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng trong mỗi hành động của mình, phước huệ đều có mặt. Ví dụ ngồi tụng kinh không hiểu gì hết á, tụng không hiểu sao có huệ, phải không? Nhưng mà trong khi mà mình ngồi đó mình tụng, mình thanh tịnh được ba nghiệp thân miệng ý. Thay vì cái cơ thể của mình, cái thân mình lăng xăng đi tạo nghiệp, miệng mình nói năng lung tung cho tạo nghiệp, ý mình móng khởi lung tung cho tạo nghiệp, giờ mình đem ba nghiệp vô thời kinh, có phước chưa? Phước. Nếu không có tuệ, làm sao nhận biết rằng làm việc này có phước để mà làm? Nếu không có hiểu biết rằng tụng kinh là tốt thì đâu có tụng chi. Cho nên nghe tụng kinh cũng đã có tuệ, có phước rồi. Nhưng mà cái tuệ này nó ở chừng mực nào? Nó sâu hay nó cạn? Mình giống như nè, một cái em học sinh nó nói rằng con biết được rằng đi vô trường học là tốt. Nó nhận biết được vậy, vậy mà cái vấn đề là nó vô lớp nữa, rồi nó chịu làm bài, nó là học tập nữa. Thì ở đây cũng vậy, mình nhận ra một điều rằng ngồi tụng kinh là có phước. Nhận được nó như vậy là trí. Nhưng mà trí đó mới lớp thôi. Bây giờ tụng kinh xong rồi, còn tìm hiểu cái nghĩa sâu của nó để làm cho cái trí tuệ mình nó sâu sắc hơn, sự tu hành của mình nó linh động hơn, thì cái này gọi là gì? Trí tuệ ba la mật. Còn hồi nãy là mới có tạm thời nương vào lời kinh để hiểu là tri thức hay là trí tuệ có hạn cạn, chưa có sâu. Đó, cho nên mỗi thí dụ đi, khi mình bố thí cho người nghèo là tu phước đúng không? Nhưng mà trong phước đó có huệ không? Có chứ, tại vì mình nhận ra rằng người ta nghèo, mình có của trong khả năng mình thì mình nên cho. Mà nhận biết người nghèo, mình có khả năng trong khả năng của mình cho là huệ. Nhưng mà mình biết quán chiếu cho cách nào nữa kìa. Cho người ta chứ cách nào để người ta không cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, thì cái đó phước huệ của mình nó được trọn vẹn. Cho nên ở chùa có làm ba cái cổng chùa, chúng ta thường gọi là cổng tam quan. Cổng bên này để là phước, cửa phước. Cổng bên này gọi là cửa tuệ. Cổng ở giữa để phước huệ song tu. Phải không? Ngày thường á, chùa có ba cổng. Mình đi cổng nào cũng được cả. Cổng phước cũng được, cổng tuệ cũng được. Nhưng mà hai cái cổng đó mình có đi vào đi nữa. Ngày thường chùa không mở cửa chính nha. Chùa thường mở hai cửa hông thôi. Nhưng mà mình đi hai cái cửa này để mình dung nhiếp với nhau, để mình gặp ở một cái chỗ là phước huệ song tu. Rồi bây giờ ví dụ như giờ nào tụng kinh lên tụng kinh, hay giờ nào thầy giảng mình lên nghe giảng là phước huệ song tu. Nghe chỗ nào nghèo mình cúng dường là phước. Bất cứ ở đâu có pháp thoại mà vị thầy đó tuyên nói chánh pháp, chúng ta đến dự chúng ta nghe là huệ. Cho nên ngày nào mình cũng đều mang hai cái ý tứ trong tu hành là phước huệ lưỡng tu. Thì như vậy chữ song này là chúng ta song hành, chúng ta làm. Một người tu phước không mà không tu huệ cũng không được. Người tu huệ mà không tu phước cũng không được. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta luôn luôn hai cái này nó cùng đồng hành với nhau, phước huệ song tu. Ví dụ như hôm nay Phật tử nấu người món đem tới là phước.
không? Nhưng mà người ta ăn, người ta khỏe, người ta tỉnh táo lên, ta không bị đói, nó hành ta, ta ngồi, ta thoải mái, ta ăn no rồi ta nghe pháp. Thì nhờ no cho nên nghe pháp mới được, chứ còn đói không, nãy giờ thầy nói gì tôi chỉ thấy chữ đói thôi. Thì nó không được. Đâu, thành thử ra trong một cái việc làm của chúng ta nó đều dung nhiếp cả hai. Cho cái điều này là đặc biệt của giáo pháp của Phật. Nói là từng cái, nhưng mà thật sự ra cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Ví dụ quý vị cắm ba cây hương: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà tại sao giờ mình không thắp ba cây hương đi, thắp chi có một cây vậy? Vì một cây hương trong định á, nó có giới có tuệ, trong tuệ nó có giới có định, trong giới nó có định có tuệ. Một cái này mà thực hiện được thì hai cái kia nó có mặt. Ví dụ thế nào là giới? Mình đi ngang mình thấy người ta để đồ tốt quá, mình định ăn cắp. Vừa mình định ăn cắp là định phạm giới rồi. Cái thì nhớ trực là thôi, mình Phật tử rồi, thọ giới không ăn cắp rồi. Cái gì nhắc cho mình là Phật tử? Cái định và cái tuệ nó nói cho anh biết đừng ăn cắp của người ta. Ngay cái giây phút dừng lại, ồ không được, là định đó. Là tuệ nó có mặt liền, nói ăn cắp của người ta là có lỗi, người ta mất của người ta buồn. Ngay cái hành động không phạm giới ăn cắp thôi mà định tuệ nó đã có. Cho nên thắp một cây nhang đủ rồi, không cần tới ba cây. Vì trong một cây nó có cả hai cái khác. Tất cả những cái khác cũng vậy. Ví dụ như là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái đó không cần phải nói thứ tự, chỉ cần một cái mà có chánh thôi, mấy cái kia nó chánh theo. Ví dụ như người có chánh kiến là thấy đúng, thấy đúng thì đâu có suy nghĩ sai, cho nên chánh tư duy nó có mặt. Người thấy đúng, nghĩ đúng, đâu có nói bậy, chánh ngữ nó có mặt. Rồi siêng năng đi truyền bá cái đúng gọi là chánh tinh tấn. Không? Rồi tạo nghiệp đúng là chánh nghiệp. Rồi người đó luôn luôn định tĩnh đúng là chánh định. Cho nên một cái mà nó chánh thì tất cả cái kia nó chánh theo. Cũng giống như mình quẹo con đường này mà đúng thì những con đường khác nó đúng theo. Mà hễ mình quẹo trật rồi thì cả con đường nó trật theo, là như vậy thôi. Cho nên ở đây á, có nhiều người sẽ nói rằng tụng kinh không hiểu tụng chi. Có nhiều người sẽ nói tụng không hiểu tụng làm gì. Hồi xưa mình nghe cũng có lý. Đúng rồi, tụng hiểu tụng chi. Nhưng mà nghĩ lại thì không có lý. Nếu mà tụng mà không hiểu, chẳng lẽ không tụng mới hiểu à? Nếu mà tôi tụng kinh mà tôi vẫn chưa hiểu, không lẽ anh đóng kinh lại, anh cất tủ mới kêu là hiểu sao? Thì phải nói lại, ồ đúng rồi, tôi không hiểu cho nên tôi mới tụng. Tụng cho đến ngày tôi hiểu. Bây giờ tôi tụng mà tôi không hiểu nhiều thì ít nhất tôi cũng hiểu ít. Mà cho dù tôi không hiểu gì hết đi nữa, nhưng mà trong giờ phút đó tôi không nói bậy, tôi không nghĩ bậy, tôi không làm bậy, ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên không tu thì thôi, tu kiểu nào cũng có kết quả cả. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Không ăn thì không có no. Ăn hai cái, ăn tới cái thứ năm sao no quá, biết vậy khỏi ăn bốn cái kia. Đâu có được. Cái thứ năm nó no là nhờ mình có bốn cái trước. Cho nên trong kinh Bách Vụ mới kể câu chuyện, có cái ông đó, ông thấy nhà người ta ba tầng thích quá, kêu thợ tới cất. Thợ nó cất ở dưới, nó không chịu. Ông nói không, tôi muốn cất lầu ba, tôi thích lầu ba kìa. Nguyên cái đám thợ nó cười, nó ông muốn xây nhà ba tầng ông phải cho tôi xây cái ở dưới chứ không có sao xây lên. Thì ông nhất định không chịu. Thì Phật mới nói trong kinh, Phật nói rằng cái ông chủ mà đòi xây ba tầng lầu mà không chịu xây hai tầng dưới cũng giống mình vậy đó. Tu không lo xây cái căn bản, cái nền tảng căn bản không xây, cứ lo cái chuyện phiêu du ở trên trời không. Rốt cuộc cũng nói chuyện phiêu du vậy nè. Đâu, chuyện là thí dụ như tứ diệu đế nè, bát chánh đạo nè, tứ chánh cần nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, không lo nói. Tối ngày cứ sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ai đụng tới cái này có cũng như không, không cũng như có. Ăn cũng như ăn, ổng ăn cũng ăn. Ôi cha nói vậy người ta nói thôi tôi sợ không nữa. Đụng tới ổng là sắc sắc không không. Muốn thấy được cái sắc, muốn thấy được cái không,
trước hết phải thấy có. Thí dụ vậy đi. Cho nên hồi xưa các tổ sợ mình rơi vào cái chỗ này mà các ngài mới nói đó. Thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Thà mình chấp có đi, có tội, có phước, có nhân, có quả, có trời, có Phật, có thiện, có ác, chấp có đi. Vậy mà mình còn biết lắm, lánh giữ làm lành, tu nhân tích phước vậy đó. Còn người mà chấp không, không trời, không Phật, không nhân, không quả, không tội, không phước, không gì hết, thì người này sống làm sao? Không cần đời. Thấy không? Nghĩa là ai họ cũng có thể, họ cái gì họ cũng có thể nói làm được. Mặc dù chấp có cũng chưa phải là đúng, nhưng mà nhờ thà là có còn hơn mình nghĩ cái gì cũng không là nguy hiểm. Bởi vì mình chưa đạt tới cái chỗ không, mình chưa đạt tới chỗ đó mà nói hồi nó rơi vào cái khoảng không mà gì, không trơ, không giống như là lông rùa sừng thỏ, không phải vậy. Cho nên á, cái hoa này có, nhưng mà đối với đạo Phật tạm có. Và khi nó có vẫn thấy nó là không. Không này là gì? Không phải là không có thật. À xin lỗi, không phải là không có gì hết, mà chỉ là không thật có. Cái chữ không mà đạo Phật muốn nói là không thật có, not real, chứ không phải là totally nothing. Đâu phải cái gì, đâu phải là không có gì hết đâu. Cái gì cũng có cả, nhưng mà có làm sao? Tạm có. Phong và ví dụ, có thức ăn không? Có. 100 người vô ăn sao giờ trống trơn trơn? Giờ không. Rồi ăn vô bụng có không? Có. Một lát này nó làm sao? Không. Vậy thì trong cuộc sống này cái có chỉ là tạm có. Nói vô đây nè, 2 tiếng vẫn thấy no, 3 tiếng thấy hơi đói là bắt đầu nó đi rồi đó. Cho nên á, mình thấy nó có nhưng mà không có cái gì nó tồn tại, mà chỉ là có trong một cái màu nhiệm của nó. Rồi khi nào đủ duyên rồi thì nó tan rã. Bởi vì đã là duyên hợp thì phải duyên tan, chứ không có gì cả. Giống như quý vị thấy không, mình ăn, mình lấy cơm rượu, lấy rượu, lấy nếp pha với men, nhồi với lại nước muối, vắt thành viên, không cho đường, cho nước, cho gì cả, ủ lại tự nhiên 3 ngày sau có nước mà ngọt. Trong suốt 3 ngày đó mình có thêm giọt nước nào đâu. Vậy thì nước đó ở đâu có? Thấy không? Do duyên thôi. Nếp duyên với men, duyên với đủ chất ẩm, có nước. Mình không có thêm nước, cũng chẳng thêm đường, mà tại sao nó có? Thì khi đem ra cái hũ cơm rượu là duyên nếp, duyên men, men duyên chất ẩm, ba cái đó có mặt thì chúng ta có cơm rượu. Rồi thì bây giờ mình nhìn như vậy thì cơm rượu nó có một cách màu nhiệm, nhưng mà cái có đó là do duyên. Bây giờ mình nhìn tất cả sự vật trên đời này, cái gì cũng là duyên có. Mà đã là duyên thì đâu có thiệt, mà không có thiệt thì có gì mà để chúng ta phiền não đâu. Cho nên người thấy được cái đó là thấy bằng cái trí. Nhưng khi có cái trí thấy rồi thì không bác gì cả, mà biết gì? Trân trọng tất cả. Cái đó là cái đặc biệt của người tu. Khi thấy là huyễn thì không bao giờ gạt bỏ ai. Thấy người ta sai nhưng mà không bao giờ nghĩ họ không tồn tại trên đời này, vẫn trân trọng họ. Cái đó mới là cái đức của người tu. Chứ còn nếu mà thấy ai cũng dở, quẹt nó qua bên hết rồi còn gì của sự sống nữa. Cho nên cái đặc biệt của người tu ta là cái gì mình cũng nhận ra hết á, nhưng mình không có bác bỏ cái gì cả. Cái gì chúng ta cũng biết trân trọng. Thôi thì hôm nay trong buổi chiều Pháp Hòa gặp đại chúng ngày hôm nay để sinh hoạt Phật Pháp, thì qua những câu hỏi này mong đại chúng ít nhiều gì chúng ta cũng nhận ra được một chút xíu trong sự tu hành, để làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần an lạc. Còn kính thưa đại chúng rằng trong cuộc sống của mình ai cũng có đủ cái trí để nhận biết cái gì sai, cái gì đúng của chính mình. Thật sự ra không phải là chúng ta không biết chúng ta sai đâu, nhưng mà bởi vì cái vô minh hồi chiều mình nói đó, nó sai sử mình, nó không để cho mình
đưa cái tuệ giác của mình lên đến cái chỗ đúng, chứ không phải mình không biết. Tại vì trong này có một câu hỏi mà Pháp Hòa không có đọc, chỉ ở đây Pháp Hòa chỉ giải thích cho đại chúng. Ai làm cái điều gì không đúng như người khác, sao mình không biết được? Biết chứ. Ít, bởi vì mình còn là con người, mình có cái nhận thức, có cái hiểu biết là vẫn biết điều đó mình sai. Đặc biệt là mình đối xử với cha mẹ không tốt, dù là cha mẹ ruột của mình hay là cha mẹ chồng của mình. Thở đây như nãy Hòa nói vậy đó, mình làm bất cứ việc gì nhưng mình thiếu cái tâm của mình trong đó thì nó cũng không thể thể hiện được hết trọn vẹn cái chữ tu của mình. Cho nên thôi thì nếu như mình đã biết đi chùa, học được chút ít Phật Pháp, thì chúng ta hãy ứng dụng cho nó đúng. Để không thôi thì những người xung quanh, người ta sẽ nhận ra những cái dở của mình, rồi người ta có những cái ý nghĩ không hay về cái sự tu, thì cái đó cũng có cái lỗi của mình trong đó, là mình gì không thể hiện được cái chữ tu cho nó đúng nghĩa. Còn đối với những ai thấy người khác làm xấu, xin thưa đại chúng, đừng có dùng những cái lời thô, mình sỉ vả người đó. Nếu mà cái nghiệp á, mà nó không nặng á, đôi khi họ cũng không như vậy đâu. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Thì có một vị đến hỏi một vị thiền sư: con chó có Phật tánh không? Thì vị thầy, vị thiền sư mới trả lời là: con chó không có Phật tánh. Ngày hôm khác tới hỏi, người khác hỏi con chó có Phật tánh không, thì vị này lại trả lời rằng con chó có Phật tánh. Thì mới nói rằng nếu con chó có Phật tánh thì tại sao con chó này không lựa một cái thân người cho tốt mà chui vô, mà lại chui vô một cái bộ lông của một con chó để mà sống bằng một cái kiếp lông lá như vậy? Thì vị thiền sư trả lời: vì nghiệp thức che đậy. Quý vị nhớ câu trả lời: vì nghiệp thức che đậy. Chúng ta cũng có thể đặt một câu hỏi: cái người đó tu quá trời mà tại sao họ còn đối xử với cha mẹ họ ác ôn như vậy? Thật sự ra cái đó là cái nghiệp của họ, cái nghiệp của cái người đó. Làm sao mà họ không nhận ra được cái chuyện họ làm sai? Nhưng mà khi mình làm điều đó mà mình vẫn biết rồi tiếp tục mà làm, thì giống như là nghiệp thức nó che đậy cái tâm trí của mình. Thì thiền sư mới giải thích tiếp: như mặt trăng không bao giờ mờ. Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy được trăng? Vì cái gì che? Mây che. Thì mây đó là nghiệp. Còn dĩ nhiên mình lúc nào vẫn sáng như vậy, nhưng mà cái nghiệp mà nó che mình rồi thì mình không thấy được cái lẽ thật. Chúng ta sống rất là bề ngoài mà chưa trở về được dưới bên trong của mình. Đó là mình nói nghiệp của người đó. Còn nói bằng nghiệp của cái người kia, đời trước họ có những cái oan trái gì mình cũng không biết được. Chứ làm sao một người đi chùa như vậy, học Phật như vậy, tu hành như vậy mà không biết rằng mình làm những điều đó là không đúng với cha mẹ, Mà phải để nó tiếp tục. Trên đời có những cái nghiệp nó chiêu rồi, mình không thể nói được. Bởi vì mình là người đứng bên ngoài, mình không phải là đương sự. Đôi khi mình không thói hết được cái oán, cái kết giữa người này với người kia đâu. Mà khi nó hết thì tự nhiên người đó sáng ra. Không? Có nhiều người người ta hành hạ khổ, mình thấy mình nóng ruột mình chết, mình nói bỏ nó đi, nhưng mà người kia vẫn hạnh phúc với cái hành hạ đó, mình nói gì. Cho nên á, tâm trí của mình lúc nào cũng sáng, nhưng mà chẳng qua một lúc mây mù nó che thì không thấy được mặt trăng. Người tu của chúng ta là cố gắng làm sao để cho hết cái đám mây đó thì mình hiển lộ được cái ánh trăng của mình. Thôi thì những gì mà chúng ta thấy, nếu chúng ta khuyên được thì chúng ta khuyên để cho người đó tỉnh một chút. Còn không thì cứ việc tâm niệm nguyện cho người đó thấy rõ được họ, việc họ làm. Hoặc là họ hai bên họ giải cái nghiệp với nhau rồi thì tự nhiên họ có được cái sự hài hòa với nhau. Cái cuộc sống của chúng ta mà sở dĩ chúng ta sống tốt và sống vui vẻ là vì chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có những cái thu nhặt sau những cái lần thất bại.
Vì vậy cho nên khổ đau là chất liệu của cuộc sống, thất bại là bài học của cuộc đời. Người không có khổ đau thì làm sao thấy được hương vị ngọt ngào. Cho nên có những khổ đau thì chúng ta thấy được cuộc đời rất là ý vị. Nhưng mà nếu không có những thất bại thì chúng ta không học được những bài học thành công. Vì vậy cho nên cái người sống ở đời, chúng ta không sợ khổ đau và chúng ta không hề sợ thất bại. Tại sao? Vì chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh. Và cái năng lực đó gọi là định đó. Quý vị thường nghe cái danh từ định. Định là gì? Định nghĩa là sự tĩnh lặng sau một quá trình tu tập. Mình lăng xăng hoài thì mình không có đủ định. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nào trước khi mình làm cái gì á, mình không có vừa nói xong là làm liền, rồi mình phải định thần mình lại coi công việc này mình sẽ làm như thế nào. Cũng giống như trước khi mình đi đâu thì mình phải biết cái tuyến đường của mình đi, và nếu mình không rành thì mình phải mở cái bản đồ ra, mình định hướng, mình định vị cái chỗ mình muốn tới. Mặc dù mình chưa tới nhưng mà đại ý là mình đã có khái niệm cái chuyến đi của mình sẽ như thế nào, gồm bao nhiêu giờ đồng hồ. Cũng thế, hàng ngày là sáng mở mắt ra là mình biết hôm nay mình sẽ có bao nhiêu công việc. Thời gian là mình biết chắc chắn mình chỉ có 24 tiếng. Và bây giờ là nhiều khi mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ rồi. Và từ đó tới đó là phải bao xa, rồi công việc đó sẽ mất bao lâu, thì tự động chúng ta đi vào một cái khuôn khổ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi soạn một cái chương trình đại lễ, soạn xong rồi 1, 2, 3, 4 vậy là gồm 10 mục. Nhưng mà khi đi vào đại lễ, có thể mình mời một cái vị đó lên phát biểu, thì cái vị đó phát biểu quá dài, bị lố giờ. Tứ khắc cái người MC và cái vị chịu trách nhiệm cái lễ đó đó sẽ bỏ bớt một vài mục nào không cần thiết để làm cho cái buổi lễ sẽ được kết thúc và giữ lại cái phần tinh túy của nó để cho cái lễ đó đi đúng giờ. Tất cả đều từ những cái kinh nghiệm, mà quan trọng nhất là sự định tĩnh của chúng ta. Chuyện gì cũng giải quyết được hết á. Cái quan trọng là chúng ta có đủ định hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có định, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta thiếu sự lắng, không có lắng thì không bao giờ có định. Hay nói một cái bây giờ ví dụ như là mình có một cái ly nước mà nó trong đó nó có những cái chất lặng lợn cợn trong đó, mà mình cứ cầm cái muỗng hay cái chiếc đũa mình cứ quậy hoài thì làm sao mấy cái chất đó nó lắng xuống được. Bây giờ muốn nó lắng xuống thì mình để cái ly nó ngồi yên đó, trong vòng 5-10 phút sau thì tự động tất cả những cái chất đó lắng xuống, thì mình sẽ thấy được cái chất trong của nó. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta đủ năng lực sống còn để lướt tất cả mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi khó khăn, mọi bế tắc trong cuộc sống là tại vì chúng ta có cái sự định tĩnh. Mà muốn có nhiều người ta ráng, ta lết thì cũng ráng thì cũng được, nhưng mà ráng trong mệt mỏi. Còn cái bây giờ nó chỉ có một công thức thôi, chịu khó làm công thức này là lướt được mà không phải quá cực khổ. Đó là sự định tĩnh. Nói theo Phật giáo là gì? Thiền tập, quán chiếu tư duy. Tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ của mình. Mà suy nghĩ của mình mà có lắng xuống thì tự động cái năng lực định nó có. Cái việc nó xảy ra, nhưng mà cái người có định á, là người ta vẫn giải quyết nó, nhưng mà không có gì thấy có vẻ hốt hoảng hết. Quý vị biết ở chùa Trúc Lâm đây đó, có cái hệ thống cứu chuông reo mà chữa cháy nó lớn lắm.
Bây giờ họ bắt buộc, sở cứu quả bắt buộc là mình phải làm một cái vàng đó cho thật to, kêu cho thật lớn. Để chi? Tại vì ở đây là một nơi công cộng, mà lỡ như người có những người tới đây mà người ta nghe không có rõ đó, người ta bị lãng tai đó, ta nghe không rõ đó, thì người ta không nghe được cái chuông báo động có lúc cháy, thì làm sao người ta chạy, người ta thoát nạn được. Cho nên họ bắt buộc mình phải gắn những cái chuông xung quanh chùa, mà cái nào cái đấy nó to, mà mỗi lần kêu lên á là nghe muốn đứng tim vậy đó. Mà quý vị biết không, nó cứ reo nhầm cái giờ linh không à. Có một bữa nọ, một vị nào không biết đi xuống bếp đó, nấu ăn lúc 3 giờ sáng. Mà cái dàn bếp ở dưới, mà cái dàn lò lớn á, mà mở bếp nó lên mà không mở cái máy hút á, chỉ trong vòng 5 cho tới 10 phút thôi là cái chất, cái hơi nóng nó bốc lên, nó đủ xong là nó nhận ra cái nóng đó, đó là nó hú lên liền 3 giờ sáng. Mà ai mà đang ngủ á mà nghe cái chuông nó mà reo á là bắn người dậy đó, chứ không phải thường đâu. Mới đây nhất là cách đây 2 ngày à, một ngày hôm qua chứ ai, thứ bảy nè. Ngày thứ bảy á, là chùa buổi sáng là không có công phu, không biết ai đi xuống bếp hay làm gì không biết. Mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng, nó ré lên một cái là quý vị biết, phóng hoài nhìn và thấy bắt đầu thiên hạ tóc mền chạy, chạy tán loạn, người thì vô bếp, người thì đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Pháp Hòa thì biết rồi, mình biết là cái này là do các vị ở dưới bếp. Rồi cái người mà ai mà tới đây mà lần đầu tiên á là sẽ rất là sợ và nghĩ rằng đang có một cái sự cố. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lần nào cũng ở một phòng nằm ngủ nha. Nghe chuông là phải chạy ra, bởi vì ở đời không có y được chuyện gì hết. Quý vị nhớ ngày xưa mà Bao Tử đó không có chịu cười, mà ông vua cũng năn nỉ cỡ nào bà cũng không có cười hết, làm bao nhiêu trò chơi bà cũng không cười. Thì cuối cùng có một ngày nọ, có một cái anh lính đó, ông tướng đó, ông nghĩ ra cách. Ông nghĩ ra cách đó, là ông đứng ở trong thành này nè, ông bắn lên những cái tín hiệu, thì quân những cái người lính mà đang trực ở ngoài xa đó, thấy cái tín hiệu trong hoàng cung bắn lên thì tưởng đâu hoàng cung có nạn, cho nên kéo nhau về để mà cứu. Thì trong khi mà kéo nhau về như vậy á, thì ông vua mới đứng ở trên, ông thấy quân lính kéo về hết, ông vui quá, ông cười hễ hạ. Thì lý do là vì ông mới nói cho các người biết là trẫm giỡn chơi với các khanh thôi, chứ không có trong thành không có chuyện gì xảy ra hết á. Thì các ông quan ông rất là tức, ông nói là người ta làm việc cực nhọc trấn giữ ở ngoài cửa thành như vậy đó, mà hoàng thượng chơi giỡn như vậy đó, vì sao? Thì khi mà bà hoàng hậu của ông á thấy quân lính mà kéo nhau về như vậy, đứng trên này bà tức cười, bà cười. Thì trong khi bà cười như vậy, ông vua khoái lắm. Ông vua nói trời, cuối cùng rồi á, khanh cũng chịu cười rồi. Trẫm mất biết bao nhiêu công sức mới gọi là tìm được nụ cười của ái khanh. Thì quý vị biết không, lần sau á thật sự hoàng cung có nạn, ổng bắn hết tín hiệu luôn, mấy ông kia không ai thèm vô hết á. Nói mình đâu có dạy gì mà để cho cái bà hoàng hậu đó bà gạt mình hoài, bà chơi gác mình như vậy được. Cho nên không ai thèm vô, cuối cùng là kinh thành thất thủ. Thì câu chuyện này nó kể là nhiều khi mình ỷ y là một á, thì cũng như thế. Mình nghe là mình phải định tĩnh vấn đề, dẫn bước ra coi việc gì. Nhưng mà cái người mà chưa thì hốt hoảng, người có sự định tĩnh thì sẽ bước ra coi chuyện gì và đi kiểm soát, và thậm chí bước lên cái chỗ mà biết cái công tắc nút đó là ớt cái đó thì nó sẽ hết, hay là đi mở cửa sổ vân vân. Thì ở đây cũng vậy, người Phật tử hay nói chung là tất cả chúng ta mỗi ngày
ai cũng phải cần có một khoảng thời gian để lắng cái tâm mình. Khi cái tâm mình nó có lắng xuống đó, thì chúng ta mới đủ định tĩnh mà vượt tất cả mọi cái khó khăn. Cái đó gọi là phương pháp để chúng ta tĩnh tâm. Thường thường á, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, khi mình buồn á thì mình hay đi tìm một cái gì đó để mình giải buồn. Có nhiều người mở nhạc lên nghe, có nhiều người mở kịch lên coi, cười hễ hạ rồi đi ngủ cho giải buồn. Rồi có nhiều người là đi đánh bài, là chơi cho vui. Có người thì kịp bạn tới nhậu, có người thì tìm bạn đi shopping. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lại hết tất cả những cái cách mà giải quyết đó đó, cách nào cũng có tổn phí hết á. Đi shopping thì tốn tiền, mất thời gian, nhiều khi đi mua sắm những cái thứ mình không cần. Có nhiều người ta stress quá, ta mệt mỏi quá, ta rủ bạn đi ăn, thì ta ăn xong rồi stress không có hết nhưng mà phát phì. Rồi có nhiều người thì rủ bạn đi nhậu, thì đi nhậu thì mất thời gian rồi tốn tiền, rồi chưa nói là cái chuyện là xích mích, hay là có khi xỉn quá lái xe về gây tai nạn hoặc bị phạt. Cho nên tất cả những cái công thức mà người ta đi tìm khi mà người ta có vấn đề trong nội tâm, thì quý vị thấy đánh bài, cờ bạc, đi shopping, đi chơi, vân vân, đều tốn tiền mà phần lớn là nó không có cái tác dụng lớn, nó không mang lại cái lợi ích lớn. Nó có thể nó tạm thời nó giải quyết, tạm quên, chứ nó không có dứt được tận gốc của cái khổ đau. Cho nên trong truyện Kiều cũng diễn tả cái chỗ đó đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Khi mà mình tỉnh dậy, mình uống say rồi, tỉnh giấc dậy lúc mà canh tàn, thì mọi người đã ngủ say, mình cũng đánh một giấc rồi, thì mình thấy rằng mình vẫn cô đơn, vẫn đau khổ giữa đêm trường, giải quyết không được vấn đề. Vì vậy cho nên á, có nhiều khi mình nghe nhạc, thì nghe nhạc mà so ra cái nghe nhạc với những cách khác thì nghe nhạc đỡ hơn, đỡ tốn tiền, chỉ nghe nhạc thôi. Nhưng mà nói ở đây, nói cái kết quả không lớn bằng khi chúng ta có đủ năng lực, chúng ta ngồi tịnh xuống. Rồi lúc đó chúng ta đem cái đề mục, cái khó khăn đó, đó trở thành ra một đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Vì sao mà chúng ta gặp những khó khăn này? Vì sao chúng ta gặp những khó khăn này? Tư duy về cái đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là ngồi thiền là để cho cái lòng, cái tâm của mình nó rỗng tuếch, nó trống rỗng. Không phải vậy. Ngồi thiền không phải để cho cái tâm mình nó trống rỗng, mà ngồi thiền là để cho cái sự tư duy của mình nó đưa về một mối, chứ không phải loạn xạ như thường nhật nữa. Ngày thường đó là cái tư duy của mình nó loạn xạ lắm, vừa nghĩ này qua nghĩ khác, vừa nghĩ khác nó nghĩ kia. Nó như một cái cành cây, xin lỗi, nó như một con khỉ mà truyền cành vậy. Cho nên thường các tổ hay dùng là tâm viên ý mạng. Con người, cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình nó giống như là con ngựa, nó không yên. Nó giống như con khỉ, nó ngồi không yên, nó nhảy nhót tối ngày. Thì chúng ta cũng vậy, ngay cả giờ phút này đang ngồi đây nghe pháp thoại, nhưng tâm mình cũng đã nhảy rồi. Mình nhảy chỗ này, mình nhảy chỗ kia. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải thực tập. Và đừng có nghĩ là tu hành gì hết đó, cái này không có tu gì hết đó. Cái này là một công thức để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống, nếu ai muốn tâm bình an. Và thật sự ai mà không muốn tâm an? Không có người nào mà không muốn tâm an hết đó. Mà thường là khấn nguyện là cho con thân an tâm lạc, tức là thân con được khỏe mạnh an ổn, còn lòng của con thì vui vẻ thoải mái, gọi là thân an tâm lạc. Thế thì chúng ta chỉ muốn thân an tâm lạc thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hiện làm sao để thân mình an tâm lạc. Bây giờ muốn thân an thì có một cách, rất nhiều cách, nhưng mà một cách mà làm cho thân mình an một phần đó là chúng ta ăn uống có tiết chế, ăn uống có điều độ là một phần giúp cho thân an. Ví dụ như mình biết thân của mình đó không chịu món gì thì đừng ăn món đó, tại vì mình ăn vô là mình bất an.
Hồi xưa người ta hay nói, ví dụ như cái người nào mà đau nhức là phải kiêng ăn cà tím, và mình thèm quá mình ăn cái thì người ta hay nhắc mình đó, một chén cà bằng ba chén thuốc. Tức là mình ăn một trái cà vô là nó đau nhất, là mình uống tới ba thang thuốc mới có thể nó hết. Người ta thường nói gì nữa không? Thần cái gì, cái miệng nó kiện cái thân. Nhưng mà cái ngoài cái ý nghĩa là chúng ta nói bậy á, nó hại thân mình á, nó còn có nghĩa là chúng ta ăn uống không cẩn thận thì sẽ gây tác hại đến cái thân của mình. Cho nên một phần á, là chúng ta được khỏe mạnh, bình an là do chúng ta ăn uống kỹ lưỡng. Quý vị nhìn các cụ á, tại sao các cụ khỏe hơn mình là tại vì các cụ ăn cẩn thận lắm. Nhất là bác nào biết chăm sóc sức khỏe cho mình đó, là ăn uống không có cầu kỳ. Tại vì mình ăn dầu mỡ, ăn chiên xào, ăn tùm lum dễ bệnh. Còn ăn uống mà nó quy định căn bản rồi, ví dụ như rau luộc, muối mè, nhiều khi thấy đơn giản vậy mà ăn có sức khỏe, không biết được. Ở đây là bác Trúc Hiền á, là bác bệnh là bác không có cho ai cạo gió hết, mà thậm chí đau nhức cũng không có muốn ai tới massage. Mình thường thường là mình mỏi, mình thích người ta tới bấm vai cho mình rồi để mình khỏe ha. Mà ai tới nói để con làm cho bác nói thôi, tôi biết quý vị thương tôi mà quý vị cho tôi xin đi. Hỏi sao vậy bác? Tại vì tôi ở có một mình nè, tôi không muốn tập cho tôi thành cái thói quen, rồi mai mốt tôi đau nhức ai bóp cho tôi. Cho nên tự một mình bác á, là bác không có cho ai massage hết đó. Tại vì bác nói làm rồi nó quen, nó nghiền, nó quen rồi, mai mốt không có khổ lắm. Nhờ không ai đụng tới cho nên sống tới 90. Còn mình đó, hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, hết chăm cứu tới massage mà đau bệnh tới ngày. Mà bác ăn cũng rất là đơn giản. Phần lớn là bác về chùa bác ăn, ai cao lương mỹ vị gì đó là ai cứ ăn, nhưng mà bác nể tình lắm, miếng cho vui thôi. Còn cái chính là gì? Rau luộc, muối mè. Có nhiều bữa mà thấy sáng ra là một miếng đậu hũ trắng hấp lên trong microwave đó, đem ra dậy cái chấm muối tiêu, ngồi ăn miếng đậu hũ trắng là xong. Có khi thì miếng cà phê dạng một lát bánh mì là xong. Còn mình là phải này kia kia nọ, ăn đủ thứ món hết mà mình cho là đồ bổ đó, thì nó bổ riết cái trên nó ngã nghiêng ngã ngửa. Còn cái người mà người ta không bổ giả thành thử đi. Ngài chú Trung Chánh mấy ngày nay dở làm sao rồi bị trật cái chân, rồi mấy vị mới ngồi khen bác Trúc Hiền. Pháp Hòa nói à đúng rồi đó, bác 90 mà đi chưa cầm gậy, kẻ 18 đi phải hai cái gậy rồi. Thì thưa là bây giờ á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại chúng như thế này. Mỗi ngày á, chúng ta muốn thân an á, thì chúng ta cẩn thận về những cái tiêu thụ của mình. Ví dụ như có nhiều khi á, thôi bây giờ ăn thì đỡ đi, có nhiều người á, thì không có ăn uống mà gì, chúng ta hút nhiều hơn ăn, hút thuốc á, thì hại phổi. Thậm chí chúng ta uống rượu nhiều hơn ăn, ăn không có nhiều mà uống rượu không à, mà rượu vô nhiều thì nó cháy gan, thuốc nhiều thì nó nắm phổi. Thì có nhiều khi á, chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm đưa vào trong cái thân này. Thì bây giờ quý vị có ghi tên cầu an quanh năm cho ông thầy ông cầu, đưa luôn cho hòa thượng cầu nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nhờ cái đức của hòa thượng cầu cái mình an, mà thực sự ra hòa thượng có cầu cỡ nào mà ở nhà hòa thượng tụng có một thời kinh tiếng mà mình nhậu tới 10 tiếng nữa tụng gì, cầu gì nổi. Hòa thượng cầu có một thời kinh mà mình ngày mỗi tối đi ngủ là phải 3 chai bia. Mà nhang phải chùa mình, chùa hòa thượng có cầu thấp giỏi lắm lặng cây, mình thấp tới 3 chai bia mỗi đêm, thì quý vị cứ tưởng tượng gan nào mà chịu cho nổi. Một ngày mình hút gần nửa gói thuốc thì phổi nào mà chịu cho nổi. Cho nên có thuốc thần tiên cũng không được. Thì ngay cái đó thôi, thì cho nên á, đặc biệt trong Phật giáo á, cầu nguyện, chữ nguyện là mình đưa cái ước mong của mình, chữ cầu là mình mong mỏi, cái nguyện là mình phát ra mình làm. Thế thì cầu là sự, con cầu cho con được an, và con nguyện con sống cho đàng hoàng để con được an.
Cho nên hai chữ cầu nguyện trong Phật giáo nó khác lắm. Nó không có cái nghĩa thông thường như người ta hiểu, hay là các cái niềm tin khác người ta hiểu là cầu nguyện là ở trên ban xuống cho mình được. Nhưng mà chữ cầu nguyện trong Phật giáo, anh cứ cầu, cái chuyện cầu là chuyện bình thường, ước muốn sao cứ nói, nhưng anh phải thể hiện cái ước muốn đó bằng cái nguyện lực của anh. Nguyện lực là gì? Là cái năng lực phát nguyện và thực hành. Ví dụ như chúng ta đó, chúng ta nói là chúng ta cầu cho thân an, nhưng mà chúng ta làm gì để thân mình được an? Chúng ta làm gì để thân mình được an? Và chúng ta làm gì để cho tâm mình được lạc? Thì bây giờ muốn thân an thì chúng ta phải cẩn thận trong việc ăn uống, trong những gì mà chúng ta đưa vào cái thân này. Cho nên chúng ta thọ cái giới thứ năm á, quý vị đừng có lầm là giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc. Cái đó nó, mình nói nó quá ngắn gọn. Và cái giới thứ năm là ý thức khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm. Mình tiêu thụ những gì vào trong cơ thể của mình. Chữ thụ là gì? Thụ là thọ, thọ là mình nhận á, tiêu là mình xài, thọ là mình nhận. Cho nên hàng ngày mình nói là tiêu thụ, có cái mình nhận vô mà cũng có mình xài ra. Thì thưa đại chúng đó, mình nhận vô một điếu thuốc là mình xài ra một phần sức khỏe của cái phổi. Mình nhận, mình tiêu, mình thụ vô một chai rượu mạnh là mình tiêu đi một phần sức khỏe của cái lá gan của mình. Đó, cho nên hàng ngày mình tiêu thụ mà mình không có chánh niệm thì mình thụ nhiều thì cũng tiêu nhiều. Mà tiêu nhiều là kêu tiêu điều. Tiêu điều nhiều thì nó sớm tiêu dên. Mà hãy mà tiêu dên thì nói cho danh từ nhẹ nhàng gọi là tiêu diêu. Tiêu diêu tịnh cảnh. Cho nên á, hai chữ tiêu thụ không phải đơn giản như mình nói. Ôi thằng ngày tôi tiêu thụ. Nhưng mình thụ cái gì và mình tiêu cái gì? Nếu mình thụ vô mà không có chánh niệm thì mình tiêu rất là nguy hiểm. Ví dụ như có nhiều người làm, đi làm á, làm cực khổ lắm, 10, 12 đồng một giờ, 13 đồng một giờ, làm 2 giờ đồng hồ mới được hai mấy đồng. Mà nếu hai mấy đồng đó mình đi ăn đi, ví dụ mình vô mình ăn tô phở, uống ly cà phê đá thì chắc cũng khoảng hai mấy đồng. Nhưng mà hai mấy đồng đó mình mua gói thuốc lá thì coi như là mình vừa tiêu sức, tiêu tiền, tiêu luôn lá phổi. Thì thụ không bao nhiêu hết. Chữ thụ là thọ đó. Đó, mình thọ bao nhiêu và mình tiêu bao nhiêu. Thì nếu mình không đủ định tĩnh quán chiếu thì hai chữ tiêu thụ này hàng ngày mình xài không đúng. Mình xài không đúng. Có nhiều khi mình làm ra tiền rất ít, nhận tiền vô rất ít mà xài rất lớn. Đổi hai cái chữ đó thôi cũng không phải đơn giản trong cuộc sống của mình. Mà người thiếu chánh niệm, thiếu định tĩnh thì không thể làm được việc đó. Cho nên bây giờ nói về mặt thân thì chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại cái cách ăn uống, cách đời sống của mình. Còn nếu mà nói về cái tâm thì cái tâm của mình đó, muốn an, muốn lạc, muốn vui á, thì không cách nào khác hơn là chúng ta phải tìm cho mình mỗi ngày một khoảng thời gian nào đó để chúng ta lắng tâm. Cái thời gian mà quý vị ngồi 15-20 phút mà định tâm đó là thời gian điều trị và quân bình thân tâm. Hay lắm. Quý vị có thể ngồi thở như nãy Pháp Hòa bày vậy đó. Pháp Hòa hy vọng rằng ở trong tương lai, trước kia mình cũng có thực tập nhưng mà mình không có giữ điều đặn. Nhưng mà có lẽ sau này mình nên điều đặn lại cái thời khóa chủ nhật của mình đó, là một là trước khi vào lễ, hoặc là trước khi pháp thoại. Hôm nào mà không có Pháp Hòa quý thầy giảng đó thì có thể quý thầy hướng dẫn cho đại chúng ngồi tĩnh tâm 10 phút trước khi vào thời kinh.
Còn hôm nào có quý thầy giảng thì mình chúng ta ngồi tịnh tâm 5-10 phút trước khi chúng ta vào buổi nói chuyện. Rồi quý vị nhờ lên đây học cái cách ngồi thở, rồi đem cái công thức thở đó về nhà thở. Lâu nay mình cũng thở vậy đó, nhưng mà hơi nghẹt thở à. Mình thở mà mình chưa có biết, cho nên mình vẫn sống vẫn thở mà mình không hề hay biết là mình sống và mình thở. Bây giờ quý vị chỉ cần 5 phút, 10 phút mỗi tối thôi, quý vị ngồi yên, quý vị nhận diện từng hơi thở. Lúc là mình làm cho cái hơi thở mình nó điều hòa trong cơ thể của mình. 10 phút quý vị làm trong vòng 2 tuần cho tới 1 tháng, quý vị sẽ thấy sự an lạc có mặt. Chữ lạc là gì? Cái là cái niềm vui nhẹ nhàng. Còn chữ hỷ là niềm vui rộn ràng. Cho nên nhà Phật có xài chữ hoan hỷ, nhưng mà cũng có xài chữ an lạc. Hỷ là mình thấy cái gì đó mình vui, mình cười, mình thoải mái, đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà khi chúng ta tu á, thì chúng ta một thời gian rồi thì cái hoan hỷ mà cái cười rộn này đó chúng ta vượt rồi, thì chúng ta có được sự an lạc bên trong. Cho nên tại sao có những người ta làm việc rất nhiều, rất cực cho tất cả mọi người, nhưng mà người ta không có phiền hà, người ta không có bệnh tật gì hết, vì người ta có an lạc trong khi người ta làm việc. Ví dụ như mình đi vào trong bệnh viện á, ở đây bây giờ Pháp Hòa biết có một số quý vị về hưu đó, về hưu rồi đăng ký đi vô trong bệnh viện giúp đỡ các người bệnh, nói chuyện với người bệnh. Có nhiều bà cụ già thích nói chuyện lắm, đi vô nói cho người ta xả stress. Mà các vị đó nói hả, đi về rồi mình cũng thoải mái, là vì mình có một ngày ý nghĩa là mình tiếp xúc, rồi mình biết, mình nói chuyện với họ và mình làm cho họ vui, họ relax. Ở trên nhà dưỡng lão Pháp Hòa mà lên gặp quý bác ấy, mà chỉ cần dừng lại mà hỏi bác có khỏe không thôi là bắt đầu giống như mình bấm đúng nút vậy đó. Là mấy bác nói mà không biết giờ nào để mình phải được đi. Mình hiểu, mình thông cảm như vậy là tại vì người ta rất là cần cái socialize, tiếp xúc. Cho nên mỗi ngày á, sở dĩ mà gần đây nhiều người bị stress nhiều quá là tại vì họ không có thể nào họ giải tỏa được những cái nỗi niềm ở trong lòng. Có một cái em đó, nó hay viết thơ rồi nó gửi trong cái thùng thơ mà không có địa chỉ. Nó chỉ có cái địa chỉ của nó thôi, nó không có gửi cái địa chỉ của cái người tới. Thì cứ thơ bị trả về hoài. Thì có một ngày nọ đó, ông già ba của em á cứ phải nhặt mấy cái thơ đó hoài, thì mới đánh em một trận, hỏi là tại sao mà con cứ gửi thơ mà con không có cái địa chỉ, rồi người ta cứ trả về con làm tốn tiền tên. Thì em nó trả lời, nó nói là tại vì hồi trước á, lúc mẹ còn sống á, con hay nói chuyện với mẹ. Kể từ khi mẹ chết rồi á, con đâu có ai để nói, cho con viết ra. Con viết mà con đâu có biết mẹ đang ở đâu. Thì con mới gửi cái thơ đó đi. Thì khi mà ba nó nghe câu chuyện đó rồi thì ba nó mới hiểu, nó mới thông cảm cho nó. Nó thông cảm cho nó. Cho nên nó viết ra được những cái tâm tư. Hồi đó Pháp Hòa có một cái em trẻ, mỗi lần mà nó khổ, nó không có người để nó nói, là nó viết ra tờ giấy xong nó đem nó đốt. Mà nó nói là con đốt xong như vậy con khỏe lắm. Cho nên có những cái trung tâm mà người ta hướng dẫn và tâm lý tu học á, người ta tổ chức những cái ngày lễ viết thơ cho ai đó mà không có gửi cho ai hết á, trút ra hết những khổ đau của mình, những cái gì mình không thích, không vui gì trong cuộc đời này đó, viết ra xong rồi mình đem vô mình đốt. Thì họ theo về tâm lý mà, thì họ viết ra xong nghĩa là họ xả ra được cái đó rồi, thì họ nghĩ là họ dâng lên cho một đấng nào rồi, ví dụ như Phật, Bồ Tát hay Chúa vậy đó, các vị chứng nhận rồi đó, cho nên các vị mới đốt cái đó đi. Thì cái tâm lý họ nghĩ là họ đã xả ra được cái đó. Cho nên thưa đại chúng, con người của mình cái tâm nó quan trọng là vậy đó.
Nếu cái tâm mình không an thì cuộc sống mình sẽ bất an. Nếu cái tâm mình có an mà cuộc sống vật chất của mình có một chút thiếu thốn khổ đau không đến nỗi, tại vì cái tâm mình an lạc. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta làm cho cái tâm chúng ta được an lạc. Còn cuộc sống, cái thân này nè, nó bệnh là chuyện bình thường, nó thay đổi là chuyện bình thường, vì mình không có làm chủ được nó. Mình có thể làm chủ được cái tâm mình, nhưng mình không làm chủ được cái thân. Mình làm chủ được cái tâm là mình lấy, mình dũng cái tâm của mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, chấp nhận được mọi vấn đề để chúng ta nhẹ nhàng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mỗi ngày chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh đó, không gì khác hơn là để định cái tâm. Giống như mấy ngày nay mình lại Quan Âm vậy đó. Đâu phải lại vậy cái Quan Âm phù hộ, lại như vậy rồi mình hết tội. Lại như vậy để làm gì? Để mình đưa cái tâm mình vào mỗi cái chí nguyện tu tập. Ví dụ như câu này nè: Nam mô Sử Cam là Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin học hạnh của Bồ Tát, bằng năng lượng từ bi, tất cả mọi thứ thuốc độc, gọi là độc dược. Độc này không phải là, không phải là thuốc độc này, mà tham là sân là si đó. Con xin biến tất cả những loại thuốc độc trở thành ra chất cam lộ. Cho nên mình mới đọc cái câu là Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương. Nếu mà ở đây nói về năng lực Quan Âm thì Quan Âm Bồ Tát có khả năng khiến tất cả mọi độc dược trở thành vị cam lộ. Nhưng mà khi mình lễ như vậy đó, tâm mình hướng vào cái niệm lành đó, những khổ đau trong cuộc đời này con có thể biến nó, chế biến nó, chuyển hóa nó thành ra những chất cam lồ, chất ngon ngọt cho cuộc đời sống của con. Nào, ở trong đó 500 lại mà. Mà mỗi một lại như vậy là một pháp tu. Thí dụ như là Nam mô Pháp Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tịnh là gì? Kiếm cái pháp nào giúp cho tâm mình tịnh. Cho nên thân an là do cách ăn uống đời sống của mình. Tâm lạc là do mình định được cái tâm và mình thẩm thấu được mọi việc trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta thấu đáo được cái lẽ thật của cuộc đời này, tâm mình lạc lắm. Thậm chí mình thấu đáo được thế thái nhân tình cũng không, sẽ giảm đi sự trách móc, sự phiền giận, sự ghét bỏ. Vì cuộc đời này Đức Phật đã xác định với chúng ta: tâm vô thường, thân bất tịnh, pháp vô ngã. Phật nói đó, cõi đời này mọi thứ, cái thân này là bất tịnh, không sạch và thậm chí không thường, gọi là tâm thân bất tịnh, tâm vô thường, tâm thay đổi vô thường lắm, lát thương lát ghét, lát giận lát yêu, đủ thứ kiểu hết, gọi là tâm vô thường. Còn mọi hiện tượng sự vật trên đời này không có cái gì nó có cái thực tại tồn tại của nó hết, nó không có thực ngã. Nhớ bốn điều: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái cuối cùng là gì? À, cái tâm an lạc của mình là niết bàn. Chứ khi mình thấy được các cái ba cái trên rồi thì tự động mình yên ổn thôi. Bây giờ nội cái quán chiếu về thân thôi, thì mình không thể nào mình quản lý được cái thân già của mình. Tại vì già nó đang đi tới với mình mỗi ngày mỗi chút. Mà ngộ lắm, hãy già là đi đôi với bệnh. Già là đi đôi với bệnh. Lúc mà trẻ nó đi đôi với khỏe, cho nên kêu trẻ khỏe. Trẻ nó đi đôi với khỏe, mà già thì đi đôi với bệnh, đó là chuyện thường. Cũng giống như là mình nấu một món ăn trên cái lò, hãy nó sôi chừng nào thì nó bốc hơi và nó mau cạn chừng nấy. Vậy thôi. Mình thắp cái đèn dầu, thắp lớn chừng nào thì dầu nó mau hết, đèn tim nó mau tắt. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu.
Mình tưởng mình mài cái dao mòn, mà mài huyết đá mài nó cũng mòn. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ uống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cho nên hồi năm 1995, khi mà chúng ta thành lập cái nghĩa trang Việt Nam ở trên Seward Park, thì nhà hoàng với ở trên nghĩa trang họ đề nghị là mình có một cái câu gì để khắc lên miếng đá cho nó mang cái ý nghĩa trên nghĩa trang không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái nghĩa trang là nghĩa trang Việt Nam, thôi mình kiếm câu nào cho nó phổ thông. Thì Pháp Hòa mới làm cái câu: đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Thì ai lên đọc câu đó cũng thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Pháp Hòa đang thiết kế một cái hũ đựng cốt để nửa mai mốt đưa về trên Tây Thiên thờ đó. Thì trên cái hũ đựng cốt này á, nó có một bài kệ của ngài Thiền sư Vạn Hạnh. Mẫu đã làm xong rồi và đang chuẩn bị gửi về đây. Thì mai mốt ai muốn đưa lên trên Tây Thiên thì đều thỉnh từ cái này, tại vì cái size, cái kích thước cho nó đúng. Mà cái mẫu này hình như là cái ngôi chùa như cái tháp vậy đó. Và ở dưới lòng của cái chỗ để cái lòng cốt, cái lòng của cái hũ có chữ Phúc. Ở bên ngoài có cái logo của chùa. Hai bên không có bài kệ tiếng Anh tiếng Việt của ngài Vạn Hạnh Thiền sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Bên tiếng Anh, bên tiếng Việt. Để mỗi khi mà mình nhìn cái đó là một đề mục quán chiếu. Mà chỉ cần mà chúng ta đọc một câu như vậy thôi thì một ít nhiều về cái tâm mình nó tỉnh xuống chút. Cho nên hàng ngày quý vị viết những cái câu hay hay á, để trong nhà đi. Mỗi lần mình đi ngang đi tới lui, nhiều khi mình giận muốn giận lên đi ngang câu đó đó, mình nhớ câu đó đó, tự nhiên mình cũng hơi ngại ngại, mình lắng mình xuống chút. Ví dụ mình ghi câu này nè: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ví dụ mình ghi vậy đó, mà mình đang phiền não đi ngang cái bảng đó, cái nó giống như nó quắt mình vậy đó. Nè tôi nè, bà đọc tôi đi. Đọc xong rồi hơi mắc cỡ chút. Pháp Hòa treo cái bảng mà cái gì nghệ thuật sống ở dưới lầu, không biết có ai đi ngang đọc. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. À, em treo ở dưới mà chắc mình em đọc. Thế quý vị biết là mình nên viết những cái câu đó, mình nên làm những cái câu đó treo vào vòng nhà vậy đó, để mỗi một cái câu đó nó nhắc nhở mình ghê gớm lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ngày viết một câu: mỉm cười đi con đang sống. Tại vì mình đang sống mà không cười thì mà không để đợi lúc nào mình mới cười. Cho nên quý vị thấy là nhờ ngài sống được như vậy đó, cho nên đó ngài trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn tỉnh. Mà bác sĩ thấy được cái sự phục hồi của ngài không ai tưởng tượng được, không có bao giờ người ta ngờ được, vì người ta quả quyết và xác định ngài sẽ mất, không thể sống được, máu tràn lên tới não rồi. Mà thậm chí họ nói là bây giờ chỉ cần dời ngài đi là máu tràn ra chết á. Vậy đó mà ngài phục hồi. Mà bây giờ ngài chỉ không nói và không đi thôi, chứ còn cái tinh thần của ngài không hề có một chút gì. Mà thậm chí là các thầy mà lên mà thuyết pháp, mà trả lời câu hỏi mà ngài ngồi ngài nghe đó, thầy nào mà trả lời mà được là ngài gật đầu vậy nè. Và ngài nghe các sư cô, các thầy hát là ngài còn diễn đạt theo cái bài hát đó nữa. Tinh thần như vậy. Năm nay ngài 93 tuổi rồi, mới sinh nhật hôm tháng 10 đó.
Cho nên các bậc tu hành đó, thân, cái chuyện thân bệnh là không thể tránh, nhưng mà cái tâm của các ngài không hề bệnh, vì các ngài thường làm chủ cái tâm của các ngài trong cuộc sống hàng ngày. Cho mình là con cháu của các ngài, mình phải tập, không được nhiều thì cũng phải ít ít chứ, không được gì hết thì uổng lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ có vài lời với đại chúng là thân an tâm lạc. Muốn thân an thì điều khiển sự ăn uống của mình, muốn tâm lạc thì phải định tâm và có đủ khả năng quán chiếu tư duy, thẩm thấu mọi lẽ thật của đời để làm cho chúng ta mình lạc. Có một chị Phật tử mới chia sẻ với Pháp Hòa, khi con đi bác sĩ báo con có bệnh, bệnh nan y, mà sau con về con ngạc nhiên một điều là con không phản ứng khổ đau, con bình thản vô cùng khi bác sĩ nói cái bệnh của con. Và con nghĩ lại rằng có lẽ con đã nhờ nghe Pháp, và con nhờ hàng ngày con nghe Pháp, hàng ngày con có sự ít nhiều trong sự tu tập, cho nên con mới bình thản được như vậy. Cái đó là đúng thôi. Mình có tu là nó phải có kết quả. Mình có tu là có kết quả. Cho nên cái chuyện hôm trước mà mới nói vậy đó, gọi là mình cháy nhà mất của mình cũng lo chứ. Nhưng mà bây giờ cái đứng trước cái sự việc đó, mình phải bình an khi việc nó đã đến rồi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận nó như thế nào. Cho nên bao nhiêu đó thì mình thấy được cái kết quả của sự tu tập của mình. Không có gì để khoe, đó là chuyện bình thường. Mình có ăn thì có no, có uống thì có hết khát, có tu tập là có kết quả. Vì vậy cho nên nó xác định được cái nhân quả là vậy đó. Nhân mình có tu tập, quả mình có an lạc. Nhân hàng ngày có niệm Phật, quả của mình là sẽ được định tâm, vân vân. Thôi chúc đại chúng xài hai cái chữ tiêu thụ cho nó an lạc. Giờ chúng ta hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng Wow.